Nữ Australia và nữ Pháp bước vào vòng tứ kết World Cup nữ 2023 với sự cẩn trọng tối đa khi đây là 90 phút đầy khó khăn và chỉ cần một chút lơ là sẽ khiến họ trả giá đắt. Theo đánh giá, nữ Pháp là đội bóng được đánh giá cao hơn khi đứng ở vị trí thứ 5 thế giới. Đáng chú ý, Les Blues đang sở hữu phong độ thăng hoa khi thắng liên tiếp 3 trận đấu vừa qua tại World Cup và bất bại tới 11/12 trận đấu gần nhất. Nhưng nói vậy không có nghĩa nữ Pháp sẽ dễ dàng có vé đi tiếp, nên nhớ, đối thủ của họ ở trận đấu chiều nay là đội chủ nhà nữ Australia. Xét về thứ hạng FIFA, nữ Australia có phần thua kém khi họ đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, dựa theo phong độ thực tế, các cô gái xứ Kangaroo không phải đội bóng dễ bắt nạt khi họ thắng tới 3/4 trận đấu tại World Cup nữ mùa này. Trước đó, nữ Australia từng đánh bại hai đối thủ mạnh là nữ Anh và chính nữ Pháp ở loạt trận giao hữu trước thềm World Cup nữ. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là trận đấu tưng bừng bàn thắng, dự đoán tỷ số sẽ là 1-3 cho tuyển Pháp. Chúc các anh em may mắn!